Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hỏa Long Pháp Sư nha anh em, Fairy Tail Hội Pháp Sư nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nhé, như một cái comment, một chia sẻ nha. Đó là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video nhá. Ok, cho xác nhận cho anh cái này đi. Tôi sẽ nhập thêm một vài cái code nữa ở trong này. Ok, đây có gift code đây. Chúng ta sẽ có một số cái gift code tân thủ hay gift code gì đó, mình thấy nó cũng được. Mình sẽ nhập luôn cho anh em nhé. Nên thì cái gift code này mình sẽ lên trang gọi là Hỏa Long Pháp Sư. Tôi lấy cái code đây, Hỏa Long Pháp Sư Ma Pháp Đại Chiến anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đâu rồi nhỉ? Cái nhận code ở đâu ta? Tải game này. Tổng hợp bộ code xịn sò, hôm qua là code tân thủ nha anh em. Còn đây là các cái code khác của nó. Code chung tân thủ Hội Pháp Sư. Ô, cái này là nhập rồi này. Nasu 88 này. Code chung tân thủ Nam HLF nhận rồi. Hỏa Long 68 nhận rồi này. Fairy Tail nhận rồi. Chỉ có 50 code thôi anh em, tất cả sẽ không có code nào thôi nha. Đổi code. Loan tin này, sắp hết code này anh em ơi. Hết code rồi này, live page nhận ngay này. Ồ, có cái code này mình chưa nhận này. Đăng nhập để trải nghiệm á. Hình như phải đăng nhập thì nó mới cho nhập code hay như thế nào đấy sao. Rồi, tôi sẽ đăng nhập vào. Thế là không nghĩa là không còn code nữa đâu anh em ơi. Đó, không còn gì thôi. Quan trọng gì đâu. Chúng ta sẽ đi làm một cái nhiệm vụ ấy luôn đi. Chính tuyến này. Phá hủy Daybreak này. Xã giao chắc là bạn bè rồi. Đấy, có một vài người bạn đã kết bạn với mình rồi anh em nhá. Có thư này, hệ thống này, quà cảm ơn này, 200 kim cương, phiếu tăng tốc và thư mời hoàng kim ạ. Rồi, có một cái thư nho nhỏ. Thế thôi. À, hôm nay mình sẽ nhận được thêm một tướng mới ấy. Nên trước đây tôi sẽ đi sẽ nâng cấp cho Gray cũng như là các cái tướng của mình trước nhỉ. Pháp sư này. Đấy. Mình có hai tướng cấp S anh em nhá. Chi tiết này, em chi tiết này. Tăng cấp này. Rồi. Lên cấp 10 luôn anh em ơi, lực chiến tăng khá nhiều. Gray và Nasu 413, 418. Ui, Gray khỏe hơn anh em ạ. Rồi. Có tăng nhanh không nhỉ? Rồi ok, con này sẽ tăng lên 20 đi cho nó khỏe. Rồi. Hết rồi anh em ơi. Hiện tại cấp tối đa là sẽ là 21 thôi. Khi nào mình có thêm một vài con mới thì mình sẽ nâng cấp sau. Có cái phần kỹ năng đây. Đến huấn luyện. Rồi, chúng ta đi ấy đã. À, hay mình làm lần đầu nhỉ, để lấy con kia nhỉ. Ok đó. Cứ tính sau anh em ơi. Đây, mình đang ở đây. Lần đầu vượt ải rớt ra. Ủa, tại sao team mình lại ấy, nó phải như thế này chứ đúng không anh em. Đội hình nó phải mạnh như thế này chứ thì nó mới ổn đúng không. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào game và chiến phát nhỉ. Mình không nhớ mình đăng nhập cái này bằng cái nick nào. Thôi kệ đi, tí sau ơi, bắt đầu chiến đấu anh em ơi. Đây là cái thằng có cái quyển sách anh em ạ. Nó giữ quyển sách Daybreak. Đây là đúng theo cốt truyện luôn đấy. Không sai đâu được luôn. Xác nhận này. Chúng ta nhận phần thưởng đi anh em ơi. Bây giờ có vé thì ta sẽ quay thôi, còn không thì thôi nhé. Phải có cái vé quay thì nó sẽ ổn hơn. Ok, Pháp Sư. Chi tiết này, ấn vào phần chi tiết này, ấn vào trang bị này. Chúng ta sẽ có các loại ngọc để tăng sức mạnh. Chắc là vậy, dạng dạng như vậy đấy anh em. Ok. Trang bị không có rồi, hiện tại nó không có. Có đúng một viên ngọc dành cho thằng Gray thôi anh em ơi. Còn đâu không có mấy cái không có ngọc đâu nhá. Tăng sao Pháp Sư này. Đấy, nhận thêm được một ít game thôi. Chào mừng tân thủ. Có đăng nhập để nhận được thêm một vài cái đồ. Zuvia anh em ơi, nhận thêm được một tướng Zuvia nữa cho nó vào team anh em. Ok,
SSS là sao? Ngày thứ bảy nhận được Wendy anh em nhá. Wow, ngon dã man luôn. Giảm giá ngày 2. Cái này cái gì nhỉ? Thưởng VIP à? Mình làm gì có cái VIP đâu mà nhận. À, vẫn được thêm tí. Thưởng VIP hàng ngày. Đây đăng nhập nha anh em. Thêm được một cái chìa khóa để mở à? Cũng được, đổi vật phẩm. Rồi anh em ơi, chi nhánh là gì? Nó sẽ đặt level 20. Nhận thêm một vài cái linh tinh, đúng không? Sao nó vẫn có cái thư nhỉ? Nhận rồi mà. Sao nó vẫn có cái thư linh tinh nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ mình sẽ, đây là hội quán rồi. À, được chiêu mộ miễn phí nhỉ? Một lần Vanish anh. Ok, tí sau đi. Chứ thì ta đang có đúng cái chìa khóa rồi anh em ạ. Chiêu mộ thêm 19 lần sẽ nhận được thêm một tướng pháp sư cấp SS. Đấy, chiêu mộ thư mời này. Cái này là khiêu chiến chiêu mộ này. Là gì vậy? Không biết được chịu. Nhưng mà mình sẽ có cái đội hình không nhỉ? Pháp sư mày tăng cấp miễn phí. Nói chung có nhiều pháp sư lắm anh em ạ. Nhiều nhân vật lắm. Đội trưởng là sao? Cái này mình không biết làm nào để mà sắp xếp được cái đội hình nhỉ? Sắp xếp được cái đội hình nhỉ? Tại vì trong này mình còn một thêm một cái nữa. Đó chính là mình có thể nhận được một trong những con này anh em ạ. Elman, Kana, Mirajin. Cái này chỉ nhận được pháp sư cấp A thôi. Cũng không phải là quá gớm. Thề. Không phải quá ghê gớm. Mình lấy Mirajin đi. Chiến đấu với người mình yêu con này hóa quỷ bá đạo lắm anh em ạ. Thề. Thần khí cấp A. Vấn đề là chúng ta sẽ mình có Zuvia yêu thằng Gray này anh em ạ. Thế mới dị. Cái này không tăng cấp nhanh được nhỉ? Sẽ hơi bị mất thời gian. Mình sẽ chơi Zuvia và Mirajena là hợp lý à? Ô, rồi. Hình như mình cũng hết luôn hay sao anh em? Con này chắc để cấp 10. Hết đấy rồi anh em ơi. Tiết kiệm mấy cái kia thôi. Rồi. Nhưng vấn đề là cái đội hình này mình để đâu nhỉ? Đồ giá mà quay lại này. Tăng miễn phí này. Ơ, vấn đề là cái đội hình của chúng ta sẽ để ở chỗ nào nhỉ? À, nhóm pháp sư à? Phải nhóm pháp sư không? Để thay được một vài thứ. Linh tinh. Đó. Vì nó có 1770 game thì chắc là chưa đủ. Đảm bảo là chưa đủ rồi. Giảm giá thôi. Cái đây chỉ có giảm giá thôi. Sự kiện các kiểu. Xem thưởng. Tăng sao. Thêm game. Đại hội phép thuật. Ok. Nhưng vấn đề là chúng ta muốn mạo hiểm này. Chắc chắn sẽ có cái đội hình chứ nhỉ. Pháp sư này. Sắp xếp à? Phòng ngự này, cái này còn phòng ngự này. Con này thằng này cũng phòng ngự anh em ạ. Cái này là công này. Ôi mình được tận ba con phòng ngự và một con công. Nó khá là dị anh em nhỉ. Chiến đấu. Không có sắp xếp đội hình luôn. Đội đã tạo. Đấy, đội 1 đây anh em ơi. Zuvia, Gray, Natsu và Mirajin. Trợ thủ thì nhưng mà không có trợ thủ nhỉ. Đây đội hình này đây anh em. Bình thường đội hình này hiểu điều chỉnh đội hình nhỉ. Đây mình có thể điều chỉnh ngay trong này luôn ạ. Không cần phải vào kia anh em nhỉ. Mirajin, nhưng mà lắm con thủ quá. Chỉ chắc là hơi lắm con thủ à. Dạ. Trợ thủ ta lấy con này vào. Rồi. Đội hình mình thấy là ổn áp rồi anh em ạ. Đây đi khiêu chiến là ngon à. Lasus. Lasus là phải boss. Lasus thì phải nạp. Nạp anh em nhá. Nạp tiền vào nhá. Nạp khoảng 20k mà. Bọn này như kiểu là Trung Quốc ấy. Xin chào. Các kiểu. Chinh chong. Chinh chong.
Rồi, chỗ này khá nhanh thôi, chúng ta đi map đi ạ. Mình cứ chưa đi nổi cái map xong map này luôn ấy. Thật thề lâu. Anh em nhà thằng Vanis thằng này nhiều dùng cái chảo anh em nhỉ. Phải nâng tốc độ lên là tầm lên 3 thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ok, xác nhận này. Rồi cho ấn vào đây luôn. Nhận thêm được 100 game anh em ạ. Nhấn quay lại thành chính anh em. Quay lại thành chính thôi nào. Pháp sư đây. Chi tiết này. Hôm nay có Juvia. Thần khí anh em ạ. Chúng ta có một cái thần khí cấp A cho Juvia luôn. Thì hiện tại Juvia đang là mạnh nhất trong team hay sao đúng không? Kiểu là vậy. Cứ lên cấp là chúng ta sẽ được thêm game anh em nhá. Tiếp tục là đi cái map thôi. Làm nhiệm vụ hết tất cả nhiệm vụ là chúng ta sẽ có ấy mà. Là có game để mình mở thôi mà anh em. Khá dễ thôi. Ô, cái này chưa xong luôn. Đánh nhau cái thằng cơ thằng gì nhỉ? Thằng này thằng ông nó dạng như kiểu là chủ của cái tòa lâu đài này anh em ạ. Nó giữ cái cuốn sách của cái ông có một cái ông nhờ mình lấy cuốn sách đó. Đúng không? Xong rồi hình như là xong không lấy tiền của ông ấy luôn tại vì ông ấy nghèo quá thì phải. Cái gì của ta sẽ mãi mãi là của ta. Daybreak. Bót nhỉ. Bót bụng bự. Bót béo. Rồi anh em ơi, ấn xác nhận phát này. Đây rồi. Gọi con cua ra anh em. Xong rồi thằng này nó gọi ra cái con hầu gái ấy. À, xong rồi à? Nhanh thế. Không ngờ nó lại nhanh đến thế cơ. Vượt ải trước. Rồi. Cuối cùng là mình lấy được cái quyển sách vượt ải này. 300 game luôn anh em ơi. Có thể là mở một phát 10 lần được không ta? Hội quán à? Chiêu mộ thư mời anh em ơi. Ngủ hàng đầu và búp cướp anh em ơi. Chiêu mộ chìa khóa này. Mất được hợi. Sẽ mất khoảng 2.500 để chiêu mộ chìa khóa anh em ạ. Vấn đề là mình không đủ tiền. Mình đang không có đủ game ấy. Bây giờ mình lấy game ở đâu thì pha lê chìa khóa vàng này. Ồ, rẻ thật sự luôn. 24 pha lê đây anh em ạ. 24 pha lê tương ứng với bao nhiêu? Mình không ghi pha lê đây làm sao mình biết được. Ưu đãi siêu cấp chỉ được mua một lần anh em. Thấy cái này rẻ dã man luôn. Nhận được vàng. Ký danh à, hiện tại tôi có thêm một cái tính năng gọi là ký danh hàng ngày. Thôi. Cái này tính sau. Phúc lợi này. Vấn đề là tôi không mua được. Thưởng lớn 7 ngày. Có đâu bây giờ cho thêm khoảng 300 game thì ngon nhỉ. Chỗ nào cho mình 300 game thì tốt thế. Có ai cho tôi 300 game thì ngon ha. Giấy thông hành level 2. Hiện tại chưa level 2 nên cũng không. Cái giấy thông hành nó không có nhiều tác dụng lắm anh em ạ. Thật sự là không tác dụng lắm đối với mình hiện tại. Tôi thiếu khoảng 250 game nữa là đủ. Đây mà. Đây, tích tiêu 30 chìa khóa sẽ được một đống thứ. Phản ứng ý kiến này. Bây giờ mình nhận thêm được game thì ngon nhỉ. Không biết nhận đâu luôn, thật sự là mình không biết nhận game ở chỗ nào luôn đấy. Để có thể là mở một lần ha. Được thôi, chắc hôm nay tôi sẽ dừng tập này ở đây thôi nhé. Xong rồi hẹn hôm nay anh em vào chiều ngày hôm nay mình sẽ có đủ game để mình ấy thôi. VIP đặc quyền này. Cái này là mua game ạ. Đổi từ pha lê sang game xong rồi các kiểu anh em ạ. 90% còn có 225 không? Giá nó sẽ rẻ hơn so với nếu mà dùng cái kia anh em nhỉ. Thế nhưng mình thấy là như vậy. Đúng không?